Về tiếp tục các bạn ơi, quá đã nha. 10 triệu đầu tiên là một cái biến tầng ha, cái biến tầng còn rất là đẹp luôn, nguyên zin luôn á. Mình hy vọng nó sống nha, nó sống và xài tốt. Một cái biến tầng cycle inverter các bạn, input 1 pha 220 nha, output 1 pha 220, 4 ampere thì nó cũng tương đương cỡ một ngựa trở lên các bạn. Răng 20-70 hạt, răng nó hơi ít nhưng mà cơ bản thì rất là nhiều ứng dụng. Cycle con này mình sẽ test ha, quá trời đẹp luôn. Mình sẽ làm một cái clip bung hàng các bạn cho các bạn coi chơi nha. Con này thực ra mình mua một con về nghiên cứu trước các bạn, nó ok mới lượm thêm, cũng có mấy con không có nhiều. Nếu mà ok con này giá khoảng 550 nha, khách nào mua thì liên hệ nha. Con thứ đầu tiên biến tầng. Tiếp theo tiếp tục là một lô đèn led rất là đẹp luôn, led này của Hàn Quốc ha. Cái này mình bãi mới test xong các bạn. Nó đi nguyên một dây vậy nè, cực đẹp luôn á. Cái này các bạn có thể cắt nhuyễn ra nha, các bạn có thể cắt rời ra. Ở đây nó đi kèm là một cái nguồn vào 220 ra 12V 1A đó, ra 12V 1A đi chung cái nguồn như vậy. Hàng trước khi giao thì mình sẽ test nha, hàng mới chưa xài nhưng mà cái lô này nó hơi cái vỏ đó nó hơi dơ. Cái này các bạn có thể cắt nha, cắt nhuyễn ra. Ở đây nó có sẵn nè, có sẵn một dây rồi không có bịch nha, các bạn cứ cắt nhuyễn ra nha. Cái này là nó không có bịch cho nên nó dơ rồi các bạn. Ở phía sau nó có sẵn keo hai mặt nha, các bạn chỉ việc lột ra là dán nha, rất là đẹp luôn, sáng ấm. Con này các bạn biết dán đâu không? Các bạn biết cái không gian cửa bếp không? Cái bếp của bạn nó có một cái kệ, các bạn dán dưới đáy cái kệ nha, đáy kệ rất là đẹp, sáng đẹp. Và trang trí hồ cá các kiểu nha. Đó. Dây này thì mình chưa đo được cái dài bao nhiêu con led nha, nhưng mà giống nhau hết, bịch thì giống nhau hết. Có còn dây này là nó xúc cái bịch ra nè cho nên nó dơ, còn lại bên trong nó rất là sạch các bạn. Nó có sẵn keo hai mặt nha, về các bạn chỉ việc dán thôi và các bạn cứ cắt ra nha, cắt ra. Cái này thì nó không có cho nó các bạn cấp cực nào cũng chạy hết á, tức là nó xài diode á. Ok, cái này thì tí mình test nha các bạn, rất là dài luôn á, để mình đếm sơ một đầu coi. 2 4 2 4 6 8 10, một cụm như vậy các bạn, cỡ 25-30 con, nhân cho đôi khoảng 50-60 con led. 50 chứ đây có ghi các bạn, 50 pit nha, tức là 50 cái cục này nè, 50 cục này nha, các bạn có thể cắt nhuyễn ra được 50 cái nha. Đó. Bạn có thể cắt nhuyễn ra. Hàng này là hàng cực xịn của Korea nha, Korea, hàng xịn, có sẵn keo hai mặt, các bạn chỉ dán vô thôi. Để mình test thử coi một bóng như vậy nó sáng được vòng một khoảng bao nhiêu, nhưng mà rất là sáng luôn nha. Một cái nguồn nguyên một dây như này sáng hết thì mình test ok, giao các bạn về cấp 220 là xài. Thì một bộ như vậy nha các bạn, bộ như vậy khoảng hai trăm rưỡi bao ship. Cô như mình thu về khoảng 200 lời bán số lượng ha. Nhưng mà bù lại các bạn được là 50 con led này các bạn sẽ cắt nhuyễn ra. Tùy vị trí các bạn xài nha. Tí mình test. Tiếp theo một lô motor 24V. Lô này bán nhanh cho các bạn về chế quạt mùa nóng. Hàng Korea. Cái lô hàng này từ Hàn Quốc về các bạn. Cái gì cũng Korea hết nha. 24V. Con này cốt 8 các bạn, chế quạt bao phê luôn, êm ru và rù, êm không tiếng động. Nó có một trục và hai trục, các bạn thấy cái loại hai trục. Thật ra mấy con này các bạn biết chạy đâu không, chạy cho cái cánh nó hai quạt lọc sóc á. Mình thấy mấy con nó gắn sẵn quạt lọc sóc nên nó chạy là rất là êm trong xe hơi nha, trong xe hơi á. Con hai trục đây, con hai trục nó đây cũng 24V Korea, con hai trục và con một trục nha.
nó một số con nó trong bịch thì nó cái cốt nó còn sạch tinh các bạn, hàng mới chưa xài nha. Một con nó xúc bịch ra ngoài rồi thì nó rỉ vài chỗ, nhưng mà cơ bản là hàng chưa xài nha. Quay phải nói là cực êm, bạc đạn cũng rất là êm nha. Bạc đạn hai đầu. Cái này tí test cho các bạn nha. Cái này là máy nó xài trong mấy hoạt động sốc của xe hơi xe ô tô á. 24V, chuẩn 24V. Nó có hai loại nha, con bự thì nó bự hơn, con nhỏ. Con này 4800 vòng nha. À con này chứ con nào ta? Tua cao lắm các bạn. Nè. 4800 vòng, tại vì trong xe hơi hoặc lồng sóc á, nó chạy tua cao nhưng mà chỉ có 0.6A thôi các bạn. Nha, rất là tiết kiệm luôn. Đó, cho nên mấy con này các bạn chế quạt là cực ngon. Ha, cốt 8 ly. Bạn lắp cái cánh quạt vô đây là chạy luôn, khỏi cần phải chế cháo. Đảo chiều thì các bạn đảo cực á. Khỏi chế cháo. Giá mình chưa có định giá nha, chưa có được cân đo đong đếm chưa ấy, nhưng mà bán cho bán đại quá. Con này 250k bao ship. Con này thì nó to hơn ha. To hơn, khỏe hơn. Con này các bạn chế quạt công nghiệp cũng được, 250 đúng không. Con này thì chắc 300 bao ship ha. Hai con. Nói chung có bao nhiêu mình lấy hết nha, chứ không có nhiều. Tiếp tục có cái cụm này các bạn. Cụm này của chiếc Vô Tô á. Mình thấy một đống hàng về Vô Tô nha. Cái này mình thấy nó có một cái chụp, khả năng nó chụp vào trong cái gì ta? Cái này giống như hộp số các bạn. Ở đây mấy đường điện hay đường dầu các bạn? Đường điện hay sao? Điện nha. Còn đây là dầu. Rồi dầu, cái này là điện. Ở đây nó có một cái bình dầu mini để cấp dầu cho hệ thống hay sao. Các bạn thấy nè. Nó gạt được bốn hướng nha, gạt được bốn hướng. Đó, các bạn thấy không? Gạt được bốn hướng. Ở đây nó có cái tem nè các bạn. Hybrid gì? Nói chung lát mình ấy cái tem này lại. Có cái bình dầu, cấp dầu vô. Nha các bạn. 1 2 3. Một bên là 3 số nha. Một bên là 3 số. 2 3 4 luôn các bạn ơi, bên 4 số nha. Đó, bên 4 số. Bên này cũng là 4 số nha, nó đối xứng với nhau các bạn. Ở đây các bạn gắn một cái cần gạt. Hình như mấy con này vô số các bạn. À, bộ vô số ấy. Thì khi nó vô số đúng không? Cái này nó sẽ gửi tín hiệu về cái CPU, gửi tín hiệu về CPU. À, ví dụ như đang ở vị trí số mấy vậy đó. Nó sẽ báo. Nó chỉ có hai cái này thôi. Tại vì sao? Tại vì một cái này là của trục này. Còn cái này của là một trục. Ừ, nó chỉ có hai bộ. Như cái này của thằng trục này á, cái này của con trục này nha, và cái này của con trục này, tức là nó chỉ đọc hai vị trí thôi, hai trục thôi. Đó. Tại vì trục này nó cũng là trục này. Ừ. Thấy cũng thú vị thôi, lụm đại. Ok, cụm này bán nhanh các bạn 800 bao ship. Đó. Tiếp tục còn hai bộ này xịn sò ha. Bộ này về bao nhiêu hết bấy nhiêu các bạn, về bao nhiêu hết bấy nhiêu, không có thôi. Kỳ này là rất là đẹp, kỳ này là quá đẹp luôn á ha. Về bao nhiêu hết bao nhiêu. Bộ này 1.1 triệu một bộ bao ship nha. Các bạn chế giảm tốc, chế bẻ sắt, chế bẻ gì đó bẻ. Chế bẻ gì đó bẻ. Về bao nhiêu hết bấy nhiêu. Đây bộ nữa. Hai bộ. Ha. Đẹp là lụm các bạn. Đẹp là lụm.
tiếp tục. Một con xi men. Bình thường mình cũng ít lấy mấy loại này lắm các bạn, nhưng mà con này các bạn thấy xi men của Đức. Con này các bạn nghe nè, Em ru các bạn. Hàng chưa xài ha. Có bu ly sẵn luôn nè. Rồi em ru hàng chưa xài. Cái nó kêu là cái cánh quạt nó quay các bạn. Đó. Quá trời đẹp ha, xi men 3 pha. Ở đây con này tua 1405 nha, tua chậm. 1,1 kW 3 pha. 220, 240. Con mấy con này thì các bạn nó chạy được hai loại nha, các bạn nào chạy 380, 420 cũng được. Các bạn nhìn nè, tam giác và sao thôi, đơn giản vậy thôi mà. Tam giác và sao. Tam giác thì chạy 220, 240. À, sao thì chạy 380, 420. Đấu lại đơn giản. À, ở đây là 50 Hz. 50 Hz nha, bên đây là 60 Hz, cái hệ 60 Hz. Đó. Ok, đẹp quá. Còn Bully, Bully này bản nhỏ nha. Bản A, bản B gì đó, nhỏ. Bữa mình có cái sợi Cura đâu đây. Định lấy đưa vô coi sao. À, cái này chế kéo đồ bao phê luôn. Một ký mốt thì nó cỡ mấy ngựa ta? Một ngựa là 750W ha. Một ký rưỡi mới là hai ngựa. À, một ký mốt, một ngựa rưỡi các bạn. Ngựa rưỡi, xi men. À, đẹp nghiêm chỉnh. Đẹp nghiêm chỉnh. 5. Con này tí mình test nha. Giá con này là 1.250.000 không bao gồm phí ship, hoặc là 1.400.000 bao ship, hoặc là 1.350.000 cũng được các bạn. Bao ship 10 mấy ký, 13 ký. Và đặc biệt bữa nay có một con siêu phẩm đây. Con này mua về thí nghiệm, siêu phẩm thí nghiệm ha. Siêu phẩm thí nghiệm, để coi nó ra làm sao ha. Đây con về chơi, mở bung ra các bạn. Ok, có một số đồ như vậy các bạn. Báo lại nha, biến tần 550k. Cái này cỡ một ngựa hơn nha. Hai con này cứ 1.1 triệu một con. Khách nào lấy hai con thì 2 triệu chẳng, bao ship. Giá đã bao gồm phí ship. Cụm này 800k bao ship. Cái này mà đúng hệ khách thì thôi. Con này của Voto 1.250.000 không bao gồm phí ship, hoặc là 1.400.000 bao ship. LED 250 một bộ. 250 một bộ. Có đã bao gồm cái cục đổi nguồn. Đổi nguồn 220 ra 12V. 50 cái bộ này sáng rực. Motor có hai loại chuyên quạt. Con này mấy con mới này thì giá cao hơn xíu nha các bạn. Mấy con này nãy mình báo 250, nhưng mà mấy con mới thì chưa mở bọc này. Thì là 300 nha, 300 bao ship. Cái này các bạn chế quạt thì bao bền, tại vì nó là hàng chuyên lắp lên ô tô. Chuyên lắp ô tô. Còn khách nào mua hai cánh lồng sóc á, 8 ly các bạn đưa vô thì càng tốt. Càng tốt, càng ngon. Còn mấy con này thì khách nào lấy từ hai con thì 280 một con. Tua cao các bạn, tua cao, cốt 8 ly, tua 4.800. Ok, một số đồ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.